mình phải tháo ra thôi, mình phải lắp ngược rồi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ xin review lại ba cái món đồ chơi nữa mà mình cũng thấy là khá là hấp dẫn, khá là đẹp mà thị trường của chúng ta bây giờ cũng đang rất là hút. Mình cập nhật trên Facebook thì thấy các bạn rất là tìm hỏi về cái mẫu này. Thì hiện tại cái mẫu này mình đã về lâu rồi nhưng mà không có thời gian như hôm nay thì mình sẽ tranh thủ review sớm. Một là cái sản phẩm người nhện mà lái xe nè, chạy xe ba bánh nha các bạn, mà chạy một hồi cái nó cất cái đầu lên giống như là gọi là bóc cổ á các bạn, cất bánh xe đầu lên á rồi chạy một xíu bánh xe hạ xuống đó. Thứ hai là xe này thì nó cũng giống như chiếc xe của người nhện đây các bạn, nó cũng giống chức năng như người nhện nhưng mà cái mẫu mã thay đổi nè, thay đổi cái mẫu mã là cái này là người nhện chạy xe nhưng mà cái thằng này là em bé chạy xe các bạn. Nó cũng tương tự với nhau. Và cái thứ ba, cái sản phẩm mình muốn review cho các bạn xem á, đó là cô gái, là cái sản phẩm này đây, đó là cô gái chạy xe Vespa các bạn, chạy xe này gọi là xe Vespa. Thì đầu tiên mình sẽ xin review lại cái sản phẩm này. Thứ nhất là cái sản phẩm về con người nhện chạy xe nha. Thì mình sẽ giới thiệu một con người nhện chạy xe này, thì nó cũng khi mình giới thiệu cái sản phẩm này thì nó cái sản phẩm này nó cũng giống như cái sản phẩm này nha các bạn. Thì sản phẩm này với cái sản phẩm người nhện là nó là một nhưng mà nó thay đổi với cái mẫu mã thôi. Nhưng mà về chức năng chạy và cái chức năng chơi thì nó cũng tương tự và cũng tương tự như nhau nha các bạn. Rồi ok các bạn, mình sẽ đi vào chi tiết về cái sản phẩm nè. Thì mình mua về thì nó có cái hộp nha các bạn dùng cái dao cắt cái hộp này ra nha. Cắt ra. Sau đó các bạn khui cái hộp ra. Wow. Khi các bạn khui cái hộp ra thì bên trong nó sẽ có một cái người nhện nè các bạn. Wow. Và thêm một cái chiếc xe nè các bạn. Wow, xe đẹp quá. Các bạn thấy không? Rồi ok, mình sẽ lấy cái hộp ra để các bạn dễ nhìn nha. Rồi, khi các bạn tháo hộp ra thì bên trong sẽ có một cái người nhện gời nha các bạn. Và một cái chiếc xe ba bánh. Xe bánh này thường gọi là xe xích lô hay sao á, mình cũng không rõ. Nhưng mà cứ gọi là xe bánh này các bạn. Đấy. Thì cái xe người nhện này thì nó sẽ nằm gờ nha các bạn, nó nằm gờ trong cái hộp chứ nó không thể nào dính liền như cái hộp mà vô được, tại vì khi mà để dính liền như chiếc xe á, đóng gói lại thì nó sẽ rất là cồng kềnh các bạn. Nên nó sẽ rời. Rồi thì nhiệm vụ chúng ta sẽ lắp cái người nhện này vô chiếc xe này nha. Đây các bạn hãy nhớ chú ý là lắp đúng khớp nha các bạn. Đó, có khớp này các bạn đẩy mạnh nha. Rồi vô các bạn. Rồi đó, cái tay này thì mình lắp trước cái tay nè. Cái tay này các bạn có cái lỗ nè, các bạn đè mạnh xuống. Đấy, vô khớp đó các bạn. Nhìn bên đây nữa. Đấy, vô khớp rồi. Ok các bạn nha. Rồi cái chân này á, người nhện đạp xe xích lô, cái chân này nó hơi bị xéo các bạn, cái chân này nó bị dướng đây rồi mình sẽ gãy xuống đây nè, gãy cái chân luôn các bạn, không được rồi, mình đã lắp ngược rồi các bạn. Mình phải tháo ra thôi, mình phải lắp ngược rồi. Tháo tay ra các bạn, mình lắp ngược rồi. Cho cái chân lộn xuống các bạn, rồi đó ok. Rồi chúng ta lắp cái tay vô. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ lắp cái chân vô nè các bạn. Bạn nhớ lắp đúng khớp nha.
Rồi vô các bạn. Rồi bên đây cũng vậy các bạn. Nói các bạn mua về các bạn xem là sẽ vô liền. Rồi đây nha. Rồi ok vô rồi các bạn. Đó. Thì nó sẽ là người nhận thế này. Sản phẩm cũng rất là đẹp. Thì cái chức năng của cái sản phẩm này về mình lắp ngấm thịt nha các bạn. Lắp ngấm thịt nha thôi. À, mình muốn để cái này cho các bạn xem, để cái này nó có hai mẫu, hai màu. Đúng ra nó có ba mẫu luôn các bạn. Có một người, có một thằng đội nón kết trên này nữa. Đội nón kết, nhưng mà cái mẫu đó mình đã hết rồi. Nhưng mà mình sẽ gửi đưa ảnh lên cho các bạn xem á. Đó. Đó. Đó thì như thế này, nói vậy đó. Sau đó các bạn mình sẽ cho các bạn cách sử dụng, cái cách sử dụng của sản phẩm này nha. Thì cái sản phẩm này nó chạy bằng ba viên pin các bạn. Đó, viên pin nó được lắp dưới này nè các bạn, như nè nó gõ ba viên pin nhé, 1, 2 và 3 nè. Trên này nó không có ốc ba ke nha các bạn, không biết tại sao trên này nó không có ốc ba ke ta, chắc nó chạy đứng không có ốc ba ke các bạn. Rồi nhiệm vụ chúng ta sẽ lắp pin vào thôi các bạn. Nó sạc pin này các bạn, pin ó 3 cục. Rồi ok các bạn lắp vô, các bạn nhớ lắp đúng chiều nha. Cái bề đích bề bằng của pin là cái lò xo nha các bạn. Đó. Đó ok các bạn. Rồi công tắc nó nằm ở dưới này nè các bạn, tắc nằm dưới đây. Các bạn bật công tắc pin nó sẽ chạy thôi. Đó, nó chạy này cho các bạn xem cái mẫu mã này. Đó. Rất là đẹp. Chạy xe một tí là nó sẽ hết các bạn. Mà thấy không, chạy bốc cái đầu luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ xin review lại cho các bạn xem những cái món đồ chơi này, nó cũng hơi bị hấp dẫn. Đó là cô gái chạy xe Vespa các bạn ha. Các bạn nhìn mẫu mã nè. Thì khi các bạn mua về thì các bạn cũng tháo cái hộp ra nha các bạn. Tháo hộp ra. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè. Xe Vespa các bạn. Đó. Cái mã số là NO987A nha các bạn. Rồi ok. Đây các bạn nhìn xung quanh những cái sản phẩm này. Sản phẩm này có thể tìm rất hot, bạn tìm các em gái, các cô gái, các bé gái thì rất là thích nhiều mẫu mã này các bạn. Màu mã rất là đẹp này. Đẹp rất là hot các bạn. Các bạn nhìn xem. À, nhìn sơ nét gì cái chiếc xe Vespa này các bạn. Không khác gì mỗi chiếc xe ngoài các bạn. Không khác gì những chiếc xe mà Vespa ngoài chạy. Rất là đẹp nha các bạn. Đặc biệt là những cái đầu trên này mình có thể bẻ qua bẻ lại được các bạn. Để bẻ qua bẻ lại được. Mẫu này không khác gì mấy bé gái, mấy cháu gái rất là thích các bạn. Trên này nó có hai cái kính nè. Hai cái kính các bạn, đồng hồ ha. Các bạn nhìn mẫu mã từ trên xuống dưới nhìn. Rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Công tắc nằm ở đây. Rồi, ok các bạn, mình sẽ tiến hành lắp pin cho các bạn xem. Đó, thì mình tháo ốc ba ke ra các bạn. Tháo lắp pin này ra. Chúng ta xài ba viên pin nha các bạn. Rồi mình tiến hành lắp pin nha. Sản phẩm này cũng dùng 3 viên pin ó nè các bạn. Ó đỏ các bạn cũng được. Pin này các bạn mua tạp hóa hay là mua những tiệm tạp hóa đều có bán nha các bạn. Rất là dễ mua. Đó. Rồi sao các bạn lại lắp lại. Rồi các bạn nhận ốc lại nha. Rồi
Rồi mình sẽ cho các bạn xem về cái cách chơi của sản phẩm này nó chạy như thế nào nha. Cái bánh xe này là cái bánh xe nó bánh xe tròn các bạn. Nó sẽ đụng vào vật cản, nó sẽ đụng tránh ngay chỗ khác. Nên đụng vật cản nó sẽ tránh ngay chỗ khác các bạn nha. Rồi ok các bạn. Tự động tránh ngang nha các bạn. Rồi ok các bạn, vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về ba cái sản phẩm đồ chơi đó. Đó là cũng không kém gì thú vị, đó là ba sản phẩm. Thứ nhất là người nhện đạp xe xích lô các bạn, thứ hai là em bé đạp xe xích lô ha đó. Có một sản phẩm cũng na ná cái sản phẩm này nữa là em bé mà đội cái nón kết trên này nè các bạn đó. Mình sẽ có đưa trên cái ảnh cho các bạn xem đó. Và cái thứ ba là cô gái chạy xe Vespa, ba mẫu mã này nó cũng hơi hấp dẫn. Rồi các bạn, những cái mẫu mã này nè, khi mình review lại các bạn xem, nếu như mà những cái sản phẩm nào các bạn chưa có thì có thể mình bấm đứng video này lại, bấm dừng và đứng video này lại để chi các bạn, để các bạn cắt ảnh ra các bạn gửi đến những cửa hàng đồ chơi trẻ em lân cận đó các bạn, hoặc là hỏi những cửa hàng đồ chơi lân cận nó có những mẫu mã này về có chưa, những sản phẩm đã có rồi thì các bạn có thể lấy về bán đó, lấy về bán đối với những các bạn mà buôn bán nha. Còn những bạn còn đối với ba mẹ mà làm công ty, hay là những ba mẹ mà làm công nhân viên á, không có thời gian mà đi lựa đồ chơi cho con em chúng ta, thì xong rồi như này á thì ba mẹ cũng có thể xem những mẫu mã nào đẹp á, thì có thể mình có thể mua gì cho con em chúng ta chơi đó. Nếu như mà ở những sản phẩm đồ chơi của chúng ta mà khi chúng ta cập nhật không có, thì mỗi cái video á mình giới thiệu á thì mình có để một cái đường link ở dưới sản phẩm. Cái đường link ở dưới sản phẩm ở phần mô tả các bạn bấm vào cái đường link đó và liên hệ trực tiếp với shop nha, xem thử cái sản phẩm mà các bạn cần mua, rồi những cái số lượng các bạn cần lấy, thì cái sản phẩm thì bên shop có đáp ứng đủ yêu cầu cho các bạn không. Tại vì nhiều khi cái số lượng sản phẩm nó về thì mỗi một lần nó về thì không có đủ các bạn, tại vì cái thị trường chúng ta rất là rộng, thị trường chúng ta rất là nhiều, nó tỉnh thành chúng ta nhiều lắm. Khi thì ai đặt trước thì bên shop kia giao trước thôi đó, cái nguyên tắc là vậy. Còn nếu như các bạn muốn lấy được số lượng nhiều thì các bạn phải đặt hàng, thì cái gì cũng phải vậy, đặt hàng thì mới có hàng về nha các bạn. Còn không đặt hàng thì các bạn mua lẻ mua ít đó, thì nhiều khi cái số lượng sẽ không đáp ứng được, thì cái chuyện đó thì các bạn phải liên hệ trực tiếp với shop. Mình ở đây mình chỉ cập nhật cho các bạn xem thôi, những mẫu mã nào mới đẹp thì mình cập nhật lên. Rồi ok các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video rất nhiều. This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two, he played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone.